ra thì Oppo Rằng không làm về review những cái đồ như này đâu, nhưng mà đây là một cái bộ thiết bị mà do Oppo Rằng đã thiết kế với đội ngũ kỹ sư của FPT từ một vài năm trước cơ. Nói chung là đây là một cái sản phẩm tâm huyết từ cái thời còn đang nghiên cứu hồi học đại học đó, nên là vẫn giữ đến bây giờ và nó đã phát triển một thành một sản phẩm mà có cái sự kết hợp giữa cái kinh nghiệm lâm sàng và những cái ứng dụng thực tế trong lâm sàng của những cái test nó cần thiết ấy. Nên là Optum Bank vẫn duy trì sản phẩm này để mình sử dụng và các đồng nghiệp nếu mà cần thì sẽ có thể đọc hoặc là giới thiệu cho mọi người có thể sử dụng nếu mà mọi người cảm thấy nó thực sự là hữu ích và nó tiết kiệm hơn so với các sản phẩm khác. Đó thì bộ thiết bị này nó sẽ đơn giản thôi, mọi người có thể đặt ở mọi vị trí hoặc là treo trên tường. Thì Optum Bank sẽ để cái ví dụ minh họa đây cho mọi người xem chẳng hạn. Được chưa? Thì cái video này thì Optum Bank sẽ giới thiệu những cái thiết bị có ở trong cái bộ này và cách để lắp luôn, để khi mà các anh chị hoặc là các đồng nghiệp mà order về ấy, đặt về ấy, thì các anh chị có thể lắp ở nhà luôn, thì mình cũng hạn chế được cái chi phí vận chuyển nhé. Thì đương nhiên là nó sẽ có một cái màn hình này thì nó sẽ có chân đế, nhưng mà mọi người có thể tháo ra để mọi người có thể treo lên ở bên trên, treo trên tường luôn đấy, treo phẳng lên tường luôn đấy. Đây là một cái màn hình 23 inch. Màn hình của bộ thiết bị tiêu chuẩn nó là 19 inch các anh chị nhé, đã thoải mái sử dụng rồi. Nhưng mà cái anh đồng nghiệp này anh thích màn hình lớn nên là anh nâng cấp lên cái màn hình 23 inch. Đó. Thì mình sẽ bóc cái bộ thiết bị mới này ra luôn. Khoan, nói luôn, bộ thiết bị này thì nó còn có một cái con CPU nữa. Được chưa? Một con CPU nữa của Intel. Thiết bị màn hình thì có thể là Dell hoặc là HP, nó sẽ có giá trị tương đương tùy vào cái kho của các đối tác thời điểm đấy nó có cái mã đấy hay không, mà các anh chị yên tâm là chất lượng màn hình nó sẽ tương đương nhau. Đây là cái điều khiển để chúng ta có thể điều khiển được bảng thể lực cũng như là các tính năng của nó. Chạy. Một cái phần thiết bị thứ hai để là phần cứng, cái bộ CPU đi theo. Đây. Cái này thì từ bên hãng đối tác là Intel. Của Intel các anh chị. Đây. Mình sẽ để đây trước để cái bộ sạc ra. Ở trong này thì nó sẽ có một cái cáp chuyển HDMI để mình có thể chuyển và mình lắp ra sau này, sau máy tính. Và khi mà mình treo trên tường ấy thì tất cả nhìn vào thì chỉ có một cái màn hình ở trên tường thôi, chứ hoàn toàn không có CPU hay không thấy gì cả, bởi cái này nó rất là nhỏ, các anh chỉ bỏ sau này là nó đã lấp hết rồi. Trong này có quyển sách nữa thôi, cái này mình cất nhé. Rồi còn gì nữa nhỉ? Cái điều khiển thì mình cứ lấy ra nốt đi, lát mình sẽ điều khiển luôn. Trong này có dây sạc, cái điều khiển này sẽ sạc được điện các anh chị nhé, chứ không dùng pin thì mình sẽ dùng được lâu dài hơn. Cái bộ thiết bị này thì Optum Đằng và các anh kỹ sư đã setup nó đi kèm, cái chương trình của bảng thể lực đã đi kèm ở trong này rồi, nên là về các anh chị chỉ cần cắm vào và các anh chị sử dụng thôi. Một cái điểm tiện lợi nữa đấy là nếu như là cái màn hình này có vấn đề gì hoặc là nếu mà các anh chị muốn đổi sang cái loại màn hình khác thì các anh chị vẫn có thể sử dụng cái bộ thiết bị này để các anh chị đổi màn hình. Ví dụ chẳng may nhé, mà sau 5, 10 năm nữa mà cái màn hình này nó hỏng thì các anh chị có sẵn một cái màn hình ở trong nhà thì các anh chị có thể đem ra để thay. Mình vẫn giữ nguyên cái bộ thiết bị này và nó vẫn có thể sử dụng. Nó khác so với một số cái loại bảng thể lực khác, ví dụ như của Trung Quốc chẳng hạn, thì nó sẽ phần cứng nó sẽ ăn hẳn vào cái màn hình luôn, thì nếu mà có vấn đề gì hỏng thì các anh chị sẽ xem bỏ luôn hoặc là phải đi sửa chẳng hạn. Ngoài ra chi phí của nó cũng sẽ cạnh tranh nhé. Đây là cái bộ nhận wifi của cái điều khiển thì mình sẽ lắp vào đây trước đi. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái nguồn của CPU vào để khởi động cái CPU lên trước luôn. Trong thời gian khởi động thì mình sẽ kết nối tiếp để cho các anh chị theo dõi luôn. Ở đây thì nút nguồn của nó ở đây nhé. Đấy, các anh chị sẽ bấm vào cái nút nguồn ở đây. Cái đầu này là đầu HDMI HDMI ấy ạ. Nó sẽ có hai cổng USB,
thì các anh chị có thể kết nối thêm cái chuột hoặc là bàn phím, hoặc là cũng có thể sử dụng bàn phím không dây, bởi bộ thiết bị này nó có cả kết nối wifi và bluetooth nữa. Đấy, các anh chị chỉ cần giữ 3 giây thôi, nó sẽ sáng đèn. Ở đây thì mình sẽ là nó đang khởi động lên. Bây giờ cái này nhá, thì các anh chị có thể cắm trực tiếp vào màn hình luôn, không cần dây chuyển. Rồi, sau khi mà khởi động cái bộ thiết bị này lên rồi ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái bàn phím này để thứ nhất là chúng ta điều khiển, thứ hai nữa là nó giống như một cái bàn phím bluetooth luôn, thì các anh chị có thể sử dụng phím ở trên này. Ngoài ra nó cũng là một cái chuột bay, nghĩa là các anh chị có thể điều khiển được giống như chuột đấy, chuột không dây của chúng ta đấy. Đấy, thì ở đây các anh chị sẽ thấy này, cái con chuột nó chỉ vào Google Chrome rồi đúng không? Đây, bây giờ chúng ta sẽ mở cái chương trình bảng thị lực này lên. Và khoảng 5 giây thì nó đã hiển thị lên trên rồi, thì các anh chị sẽ sử dụng như bình thường thôi. À, cái video hướng dẫn về các tính năng thì các anh chị cũng có thể xem ở trên kênh của Optum Đẳng nhé. Ngoài ra thì đây, những cái tính năng thông thường chúng ta sẽ sử dụng các cái dòng bảng, một dòng chữ đúng không? Hay là full màn hình, tất cả nhiều dòng chữ, hay là chỉ một chữ đơn thôi. Đấy, chúng ta sẽ giảm kích thước, thay đổi chữ đúng không ạ? Đây là tính năng chúng ta cũng sẽ giảm theo dòng và thay đổi chữ nữa. Ngoài ra cái bộ thiết bị này tất cả full tính năng thì Optum Đẳng sẽ để dưới phần mô tả, hoặc là đã có một video nói về các tính năng của nó rồi. Ví dụ như là chúng ta sẽ giảm cái độ tương phản để đánh giá những bệnh nhân mà có đục môi trường hoặc là bệnh lý đục thể thủy tinh, thì những cái tính năng này nó gần như rất là hạn chế và rất là ít trên các bộ thiết bị khác mà các anh chị có thể sử dụng, hay là những cái test khác ở trong lĩnh vực xạ hay là thị giác hai mắt thì các anh chị cũng có thể sử dụng rất là linh hoạt. Ngoài ra ở trong này thì Optum Đẳng có setup thêm những cái hình ảnh để các anh chị có thể giải thích cho bệnh nhân về những cái bệnh lý mà bệnh nhân có thể gặp phải. Đấy, thì những hình ảnh này thì chúng ta có thể thay thế được nếu mà các anh chị muốn thay thế, thì nó sẽ linh hoạt hơn các bộ thiết bị khác đúng không ạ? Rất là đáng để quan tâm. Bởi vì căn bản là Optum Đẳng làm lâm sàng, và Optum Đẳng biết là một người làm lâm sàng thì sẽ cần những cái gì ở trên một cái bộ thiết bị, thì mình sẽ tối ưu những cái đấy để mình có thể sử dụng cho bản thân mình thuận tiện nhất. Thì hy vọng là các đồng nghiệp cũng có thể sử dụng nó cho cái công việc của mình rất là thuận tiện. Thì trên bộ thiết bị này thì Optum Đẳng sử dụng những hình ảnh của bộ test ECRA, thì các anh chị có thể sử dụng và tham khảo để chúng ta có thể sử dụng nhé. Ngoài ra với những cái tính năng nâng cao của các bộ thiết bị dành cho phòng khám ấy, mà các anh chị sử dụng cho mục đích là khám thị giác hai mắt hay là khám khúc xạ chuyên sâu, thì có những cái tính năng khác mà Optum Đẳng cũng sẽ để dưới phần mô tả, hay là các anh chị cần thông tin thì có thể gửi thông tin cho Optum Đẳng thì Optum Đẳng sẽ gửi thêm cho các anh chị. Còn cái video này là video hướng dẫn về cách lắp đặt và các thiết bị. Nói chung là nó rất là nhỏ gọn thôi, chỉ một cái điều khiển, một cái màn hình. Cái CPU thì đã gắn ở phía sau màn hình này rồi, nên là rất là đơn giản, đúng không ạ? Hy vọng là các anh chị sẽ ủng hộ Optum Đẳng với cái bộ thiết bị này nếu mà các anh chị mở phòng khám nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.